Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 22 tháng 3 2024. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 54. Những đức kể những câu chuyện niệm Phật mà cảm ứng cho vị nghe, để khi mình ở nhà hay mình nhất là được đi đến chùa, mình phải càng dũng mãnh tinh tấn, lợi ích cho người còn sống và bản thân mình, và lợi ích cho những người đã chết, người thân của mình hay những người chết chưa siêu thoát nhiều lắm. Có một cái cô này cách nay hôm qua cô đến chùa hộ pháp, cô nghỉ lễ, cô đến cô tu. Cô tu được một ngày, ngày chủ nhật nguyên ngày, xong cô ở lại ở luôn mấy ngày. Thì cô tu được nguyên một ngày chủ nhật, tối thì hôm đó cô ngủ ở bên hộ pháp. Xong sáng mai cô gặp những đức, cô kể như đức nghe rằng: dạ thưa thầy, con hồi tối con ngủ ở chùa, thì con nằm ngủ con thấy mẹ của con, mẹ con về gặp con mà mẹ con vui lắm. Trong mơ mẹ con nói với con rằng: mẹ cảm ơn con, mẹ rất cảm ơn con, mẹ cảm ơn con. Rồi sao mẹ con biết mất, mẹ con rất là vui. Xin hỏi thầy, như vậy là như thế nào? Những đức nói: cô đến đây cô tu, cô hồi hướng cho mẹ cô mà. Và những đức giảng, những đức cũng nói: hồi hướng cho tất cả những người đã chết chưa siêu thoát, đúng không? Cô tu cô có cái tâm hồi hướng cho mẹ cô, đúng không? Dạ đúng. Trong kinh Phật nói đức chúng như biển cả mênh mông. Cô coi cái ngày chủ nhật người ta đông cỡ nào chưa? Mấy ngàn người niệm Phật nghe pháp, cũng đi thực phong sanh. Sự lợi ích này cực kỳ lớn. Khi cộng lực, ta một cây làm chẳng nên non, nhiều cây nhập lại nên hòn núi cao. Bây giờ cô đến đây mà cô tu tập, cái tâm cô tu tập trong dịp lễ nghỉ ở đây, mà cô tu bằng cái tấm lòng chân thật. Cô biết rằng trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói: một ngày một đêm ở cõi ta bà tu bằng 100 năm ở thế giới cực lạc. Có nghĩa là ở đây nóng nảy, đông người, nhiều việc này việc kia, có khi sống với chỗ đông người, có những sự đụng chạm. Mà cô vẫn giữ được tấm an lạc niệm Phật, cô chuyên tu. Tới giờ cô chân thật, cô lên cô niệm Phật, cô lên cô tu. Thì cái nhân duyên này cực kỳ đặc biệt luôn, để hồi hướng, cầu siêu cho người thân. Nên mẹ của cô được siêu thoát, bà đến cảm ơn cô. Nên bà nói: mẹ cảm ơn con, mẹ cảm ơn con nhiều lắm, mẹ cảm ơn con. Rồi bà ra đi. Quá thù thắng. Khi bị nghe những công đoạn này, khi được mình được ở trong ngôi tam bảo, mình đến dự khóa tu ở chùa, cái công đức của đại chúng lớn lắm. Thí dụ mình ở nhà mình chỉ có một ngọn đèn thôi, một ngọn đèn thôi, mà mình á ở trong chùa mình tu tập, thì bao nhiêu ngọn đèn thắp lên, bóng tối vô minh tự tan biến. Bóng tối
của tam đồ ác đạo cũng được soi rọi sáng lên. Quý vị đọc trong 10 công đức niệm Phật, quý vị sẽ thấy có một công đức tiếng vang của âm điệu niệm Phật vang đến chúng sanh trong ba đường ác, nhờ đó mà dừng khổ. Thì biết công đức niệm Phật lớn cỡ nào chưa? Còn có một cô này, cô đến dự khóa tu lễ Vi Di Đà. Ba của cô mất thời gian rất là lâu, mất ở các tỉnh thành khác, cái thời mà chiến tranh. Thì đến dự cái lễ viết Đức Phật A Di Đà, cái phá tu những đức nói cầu siêu cho ông bà cha mẹ, thân bằng quyến thuộc đời này nhiều đời nhiều kiếp. Thì quý vị biết rằng là cô đến cô dự khóa tu, cô ngủ trong chùa. Tối ba cô về gặp cô, ông cứ gật đầu ông cười, gật đầu cười xong biết mắt. Toàn là những giấc mộng rất đẹp, rất lành. Khi thấy rồi trong lòng thấy thoải mái. Tại vì sao? Vì ông bà cha mẹ mình được siêu thoát. Mình nương vào cái đại chúng lo tu, cái nơi chân thật hướng dẫn mình tu, hướng dẫn mình niệm Phật, mà được lợi ích lớn như vậy. Rất nhiều người vậy à, nhiều người lắm. Họ gặp những đứa con nói rằng khi đến dự khóa tu ở chùa mình từ chủ nhật thứ bảy, rồi lễ viết Quan Âm, những lễ viết ở chùa mình, là người ta đến, người ta tu tập xong, người ta về, người ta an lạc, thoải mái. Và thường đến chùa mình là tự nhiên nằm ngủ gặp người thân đến cảm ơn. Thì vì biết rằng là khi mình đi đến chùa mình tu tập, thân bằng quyến thuộc mình cũng theo đến chùa tu tập, nhờ cái quái lực ở trong ngôi Tam Bảo, nhờ nghe Pháp mà người ta thông tâm. Và nhiều người niệm Phật quá nên Phật quang phổ chiếu. Nên Ngài Thiện Đạo Đại Sư Ngài nói một câu rằng quang minh Phật A-di-đà soi gọi tìm người niệm Phật. Nên cái công đức niệm Phật bất khả tư nghì, công đức niệm Phật lớn dữ lắm, thù thắng lắm. Nên mỗi ngày mình được ở trong ngôi nhà Tam Bảo, người ta lo cho mình hết, mình hết sức là trân quý. Như cái nhân viên 30 tháng 4, 1 tháng 5, ngày mai 30 tháng 4 tổ chức khóa tu ở bên Đạo Tràng Ba, 1 tháng 5 tổ chức khóa tu bên Hộ Pháp. Thì vì biết rằng là cái tâm mình nghĩ rằng khóa tu 30 tháng 4, 1 tháng 5 mình hồi hướng tất cả anh hùng liệt sĩ. Dù là những ngày lễ lớn, nhưng mà được cái ngày lễ lớn này là cũng nhờ từ những người họ nằm xuống để giữ cho đất nước được bình yên. Mà chúng ta hôm nay được bình yên gì? Nên mình là người Phật tử biết tu hành, mình hồi hướng cầu siêu cho họ. Vì nhớ câu âm siêu thì dương lợi. Trong gia đình quý vị có thờ ngôi Tam Bảo, mỗi ngày nghe Pháp niệm Phật lễ Phật, thì nó có những sự cảm ứng thù thắng. Gia đình quý vị khi người âm đã được siêu thoát, hoặc người âm đã quan hỷ không còn tâm báo thù, thì tức khắc gia đạo bị bình yên. Gia đạo quý vị mọi việc đều rất tốt đẹp, đặc biệt như vậy. Nên có một lần những đức tổ chức cái khóa tu mà ngay ngày giỗ tổ Hùng Vương năm ngoái, có một cái cô này, cô cũng yếu bóng viết một chút. Thì cô nói rằng là nhiều người lắm, đông lắm, những người chết chặn chưa siêu thoát đông, họ đứng ngoài chùa, trước cổng chùa rất đông, đông lắm. Nói rằng là đông quá vô không được, ở chặt xung quanh, ở ngoài cổng chùa đông. Nhưng Đức nghe vậy, từ đó về sau thì những Đức sắp xếp ở trong chùa của mình 1 tháng 2 lần, 15, 30 buổi chiều đều có cúng thí thực trước cổng chùa. Và những Đức nói chuyện một đoạn khai thị ngắn trước khi cúng thí thực niệm Phật, xong bắt đoạn khai thị lên, rồi xong mới cúng thí thực. Giống như có tài thí, có pháp thí. Nên quý vị biết rằng là cái cõi mình đang sống là phàm thánh đồng cư độ. Từ nơi đó mà người còn sống và người đã chết lẫn lộn sống với nhau. Mình nghĩ đến cái việc cái người chết họ khổ đau, họ đang đọa tam đồ ác đạo khổ đau. Dù ở cõi này mình nóng một chút, mình khó khăn một chút,
nhưng không thể nào so sánh với cái khổ trong tam đồ ác đạo được. Cái khổ của mình ở cõi này một, nhưng cái khổ trong tam đồ ác đạo tỷ lần. Nên mình đi đến chùa, mình được tu tập, mình được nghe pháp, mình được niệm Phật, bản thân mình phải dũng mãnh tinh tấn, phải siêng tu. Nên mỗi chương trình mà lễ đồ, những đức tổ chức khóa tu, khi phóng sanh cũng đi thực, tất cả người trong chùa tập trung đến. Từ khi người làm việc rồi thôi, người không có làm việc gì lỡ chỗ cúng đĩa thực, rồi nghe pháp để cho người thắng mình được ngồi nghe. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng, ngày có giảng một câu rằng hương linh nhập vô xác, nói rằng trong gia đình có nghe pháp, mà bữa nào nghe pháp đàng hoàng thì họ ngồi đàng hoàng, bữa nào mà nghe pháp lộn xộn không được nghiêm túc thì họ không nghiêm túc. Họ theo mình quý vị ơi, theo mình đó. Giống như những đức nói với người trong chùa rằng mỗi lần mà lễ hội mà người ta ngoài đời vô đông thì hương linh cũng vô đông. Nên mình ở trong chùa mình tu tập phải làm việc là làm, còn giờ tu phải lên tu đàng hoàng. Còn mình á, kiếm chỗ nào mình nằm mình ngủ, hương linh người ta gặp mình ngủ, người ta cũng khinh thường mình, không dám đâu. Nên từ nó đó mà mình phải nhiệt liệt hết mình. Quý vị biết rằng là công việc như đức bận, rất bận, mà mỗi ngày những đức không có thời khóa cố định lên chánh điện, mà những đức phải dành thời gian lễ Phật trong phòng, lễ Phật thêm chút. Một ngày lúc nào rảnh lễ Phật thêm một chút, lễ Phật thêm một chút. Mấy ngày nay nó bị đau họng, cổ bị đau, hành sốt, nhức đầu, người muốn bệnh đau. Quý vị biết rằng có những lúc những đức ngồi suy nghĩ rằng mình sống bây giờ mai mốt mới tới, nên đến khi mình 50-60 tuổi, 60-70 tuổi, lúc đó mình sắp sửa về với Phật à, thấy mừng ghê. Còn mang cái tháng này là còn khổ à, nay khỏe mạnh mai bệnh đau, nay này mai khác, hết chuyện này chuyện kia chuyện nọ. Tuy là sống vui, sống an lạc nhờ nghe Phật pháp, nhưng mà đã còn mang cái tháng này là còn khổ về thân bệnh đau và chuyện này chuyện nọ. Nên từ nó cái tâm niệm Phật, mình phải có cái tâm cầu giải thoát mạnh. Mình luôn luôn phải có cái tâm cầu giải thoát cho nó mạnh. Nên Phật tử được đi đến chùa, nhất là ngôi chùa chiến thu như chùa mình, quý vị phải chân thật nhiệt tình hết mình lên mình tu tập. Nào là cầu an cho chúng sanh, bây giờ chúng sanh khắp nơi khổ đau vô cùng, cầu an cho họ, cầu cho qua đi cầu này bớt nóng bức. Trong cái dịp lễ này thôi, chúng sanh sát sanh biết bao nhiêu mà nói, ăn nhậu, sát sanh, bãi biển, đồ cua ghẹ, nướng con vọc, đủ thứ cách giết chúng sanh mà ăn. Ăn nhậu càng nhiều. Hồi xưa những cái đức nghỉ lễ như đức biết mà, bây giờ mình biết mà, nghỉ lễ mà 5 ngày này, sát sanh hại vật biết bao nhiêu mà nói, bao nhiêu cái tạo nghiệp. Nên bao nhiêu người được đi vô chùa để giữ khóa tu, đây là cái cơ hội đặc biệt. Những đức cũng cực lực hết mình, nhiệt tình để mà tổ chức khóa tu cho quý vị tu. Thật sự mà nói, thân người mà quý vị cũng mệt chứ. Nên bây giờ mà các cụ các điểm chùa, các cụ cố gắng niệm Phật, các cụ biết rằng những lo rất là nhiều thứ, lo rất là nhiều thứ rồi, sắp xếp bao nhiêu việc, rồi mình phải có tiền để mình ăn xây. Đạo tràng 4 đó cụ, giờ hòa thượng lớn tuổi, bản thân những đức phải cố gắng. Hòa thượng phát tâm xây dựng, còn mình thì có tiền mình để dành chút, lo các cụ xong rồi có tiền dư đưa cho hòa thượng xây chùa, vài năm gì đó cũng có được ngôi chùa, cho cả ngàn người được ở trong chùa ở. Quý Phật tử thấy không, chùa của mình thì xây thì quý vị đến đạo tràng 3 rồi, quý vị thấy không, xây thì chùa thì nhà hàng vậy đó. Nhưng quý vị nhìn những ngôi nhà đó, đa phần ngôi nhà ta được ở. Xây chùa là để cho người già ở, cho Phật tử được ở tu hành, quý vị coi phải không, đa phần ở. Đến chùa ở tu chưa có một người nào nói rằng đến chùa phải đóng bao nhiêu tiền. Còn những người mà bên đó hòa thượng cũng tạo phương tiện, một số người ta có điều kiện thì có một dãy ở dưới. Đó là cái mà có những người ta có điều kiện, hòa thượng tạo phương tiện cho họ.
Có khi họ gặp Hòa Thượng, họ xin cúng dường cho Hòa Thượng, cho con được cái phòng con ở, vì con bệnh đau này kia rồi, ở với mọi người sợ bắt tiện với người ta. Nên đó là Hòa Thượng cũng mở ra tâm vậy. Chứ đa phần những dãy nhà khác, và bao nhiêu dãy nhà như vậy mà chỉ có một khuôn, có một cái dãy ở dưới thôi, còn nhiêu là nhà 3-4 tầng đều Phật tử ở hết, người đều vô chùa ở hết luôn hoàn toàn. Thì đi coi phải không, xác thực 100%. Thì xây những ngôi chùa này lên cũng đa phần con người ta đều để vô chùa được ở. Những đức cứ nghĩ cái điều 1.000 người được ở trong chùa, trong lòng những đức thấy mãn nguyện, cố gắng. Khi Phật tử mà cúng dường đưa cái cầm bỏ vô túi, ký cỡm từng chút, khi có cụ ăn cái gì thì mua cho cụ ăn, có cái gì mua cho cụ ăn, thường nói bên nấu ăn phải mua cho cụ thay đổi cái gì cho các cụ ăn, nước nôi sữa hay là kem gì có cụ ăn thêm. Nhà đức thường nhắc như vậy, chưa bao giờ mình nói cái điều mà mình thiện tặng gì để xây chùa, không. Lo cái cụ thì lo cho đàng hoàng, đồng tiền nào dư ra thì để dành cho Hòa Thượng xây chùa. Cái gì mua tặng đồ Phật tử thì mua tặng đồ, thì cũng thập phương chúng sanh cúng dường, thì mình chân thật, mình nhiệt tình, mình làm việc cho họ đều là cùng nhiệt tình hết mình, tu duyên tu phước quý vị à. Nên á, khỏe mạnh thì làm việc đặc biệt lắm, nhưng bệnh đau không đơn giản. Như một cái kỳ lễ 30/4/1 giảng pháp xong, có ca sĩ đồ hát luôn, những đức nói rằng viết cần cổ mình thôi. Lúc tôi bình thường tôi rảnh ho ho đi, còn lúc mà tôi giảng pháp, tôi ngồi trước công chúng thì thôi đừng có ho. Người ta thấy ho người ta cũng nóng ruột, vì người ta cũng quý thương những đức, nhìn thấy người ta cũng xót xa. Nên từ nó đó mà nói chuyện gì cũng nhẹ nhẹ, chứ nói mà mạnh mạnh nó gác cổ đau. Ho như rồi, mấy ngày nay ho một cái lên đau cổ ghê lắm. Ho mà dưới nó cuốn 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 lên đau, viêm họng. Cổ như đức thì nó bị viêm. Nên từ nó đó mà mình chỉ nói mình được có sức khỏe, mình làm việc cho mọi người, cho chúng sanh hết lòng hết dạ, bằng cả tấm lòng của mình. Thật sự Phật tử người ta về chùa hay người trong chùa đi, người ta ăn cái gì ngon mình thấy mình cũng vui. Thật sự người ta ăn cái gì ngon mình cũng vui, mình vui khi thấy người ta ăn được ngon, ngon miệng. Đó là bằng cả tấm lòng mình chân thật, mình mong cho người ta ăn ngon. Như mấy cô, mấy thầy, mấy chú làm gì, mua gì cho họ ăn ngon thì rất vui. Khi ai cho gì như được ăn ngon ngon thì được hỏi, mua cho họ ăn. Có người sống với nhau quý vị à, bằng cả tấm lòng. Đâu có ai sống hoài ở trong cuộc đời này đâu. Một ngày nào mình cũng chết đi thôi, đâu phải mình sống hoài đâu quý vị. Nên sống với nhau bằng cả tấm lòng chân thật. Có khi mình làm gì không phải thầy nhắc nhở mình, thầy gầy mình, cái đó điều cũng vui. Như Đức nói rằng bây giờ mình còn Hòa Thượng thì còn thấy ấm áp, chứ Hòa Thượng mà chấm tuổi già rồi thấy cũng lạnh lẽo lắm chứ không giỡn đâu. Còn cha còn mẹ thì hơn mà, mắt cha mắt mẹ như đờn đứt dây. Có khi ngày la la mình còn trẻ, khi mình cũng khó chịu gì chút, nhưng ngồi suy nghĩ không có Hòa Thượng mình cũng chơi dơ lắm chứ không phải chuyện giỡn đâu. Nên từ nơi đó mà bản thân của những đức cũng cố gắng, thấy Hòa Thượng ngày càng vui trong lòng mình thoải mái, thấy Hòa Thượng vui mình thấy mừng, lo cho các cụ đàng hoàng, nhiệt tình hết mình sắp xếp. Cứ khuyên các anh em trong chùa hết lòng thương các cụ đi. Bây giờ mấy anh em được đi tu đây là cơ hội, là đâu vào đó hết trơn, cái gì cũng sắp xếp sẵn. Mỗi điểm chùa những đức mua xe cộ phương tiện sử dụng, cái gì cũng mua đầy đủ hết trơn, sắp xếp sẵn hết trơn. Mấy anh em đây là cơ hội rất đặc biệt, chân thật mấy anh em đủ duyên. Nuôi các cụ già là một việc làm rất ý nghĩa, nuôi trẻ em, nuôi người già là một việc làm cực kỳ ý nghĩa. Chân thật mà phát tâm, chân thật mà làm, hết lòng hết dạ mà làm. Con người càng lớn tuổi thì nó càng yếu đi. Như năm nhà đức 30+ tuổi khỏe lắm, bây giờ mà nói 40+ tuổi nó yếu lại chút, khi bệnh đau đồ này kia là người thấy yếu lại chút. Thì bản thân mình con người nè, càng ngày càng yếu nó phải càng ngày càng khỏe đâu. Nên mình mọi người phải siêng năng niệm Phật, sống với nhau bằng cả tấm lòng hết dạ, để làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời. Cái ý nghĩa lớn nhất là mình niệm Phật cầu sanh cực lạc.
nghĩ đến thăng bằng quy thuộc đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, họ khổ, họ còn đọa tám độ ác đạo. Quý vị phải nhớ rằng mỗi một người chúng ta bây giờ đang ngồi đây, đa phần là chúng ta đều là giữ được năm giới, giá chót cũng là bậc chung. Nếu như năm giới của bậc hạ là mình ở biên địa, là dùng biển cả sát sanh hại vật, không có gần gũi chùa chiền nghe Phật pháp đâu. Còn bây giờ mình còn nghe Phật pháp là giá chót cũng giữ được năm giới bậc chung, còn đa phần ngồi trong đây là bậc thượng. Quý vị mới tiếp nhận tịnh độ, nghe tịnh độ, tin tịnh độ, siêng năng niệm Phật, có tâm thiện, hướng thiện, nghĩ thiện, không nghĩ ác, không muốn hại ai, sống như ngày tháng hướng đến giải thoát. Đây là cái cực kỳ quan trọng. Nên nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả quý vị gây dựng tín nguyện kiên cố niệm Phật cả đời, không thối tâm. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.